Những tin chính trong bản tin World Cup ngày 23 tháng 11 năm 2022. Ronaldo và Manchester United đường ai nấy đi trước khi Bồ Nha bước vào trận đấu với Ghana. Tại sao Lewandowski thất bại ở chấm 11 m Đó là vì Ochoa đã có một chuyên gia mạch nước. Oliver Giroud tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp vượt qua thành tích của huyền thoại Thierry Henry. Và thưa quý vị và các bạn, đó là những tin chính trong bản tin World Cup ngày 23 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua một ngày rất đặc biệt ngày hôm qua ngày 22 tháng 11 không hiểu đó là một ngày gì mà rất nhiều những tượng đài của bóng đá thế giới đều mang đến cho những fan của mình những nỗi buồn Messi thua trận Lewandowski không thắng ở quả đá penalty còn Ronaldo và Manchester United vào lúc 0 giờ 30 theo giờ Việt Nam dạng sáng ngày hôm nay cùng Manchester United đã tuyên bố đường ai nấy đi tất cả những điều đó khiến cho rất nhiều fan yêu những huyền thoại này cảm thấy có một chút gì đó bâng khuâng xao xuyến. Và trước khi có một bài thơ tổng kết trong ngày buồn hôm qua thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh tích cực hơn. Đó là chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Australia và đó là cột mốc mà Oliver Giroud đã tạo ra trong sự nghiệp của mình. Để thắng ngược dòng 4-1 trước Australia, đội tuyển Pháp phải nhờ cậy đến sự tỏa sáng của Oliver Giroud. Cầu này đã lập một cú đúp vào lưới của đại diện đến từ AFC. Với màn trình diễn như trên, cầu thủ của AC Milan đã vượt qua Thierry để trở thành cây săn bàn số 1 trong lịch sử đội tuyển Pháp với 51 pha lập công. Oliver Giroud có thể gia tăng thêm thành tích của mình khi bây giờ mới đang ở lượt trận đầu vòng bảng. Tại World Cup 2018 giải đấu mà đoàn quân của Olivier Giroud Sam lên ngôi vô địch, Giroud thật bất ngờ không có pha lập công nào. Anh thậm chí còn không có một cú sút trúng đích suốt cả chiến dịch năm ấy. Gần hơn là tại Euro 2020, Jigu chỉ có 40 phút thể hiện trong suốt cả giải đấu này. Ngoài thành tích ấn tượng của Oliver Zigu, Mbappe cũng biết cách ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Pha đánh đầu thành bàn của cầu thủ này giúp anh có được 29 bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Ngôi sao 23 tuổi cũng điền tên mình vào top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Le Bleu, dù còn rất trẻ. Giữa rất nhiều những hoài nghi, giữa không ít lo lắng và khi đã để đối phương dẫn bàn, nhưng đội tuyển Pháp vẫn thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Mặc dù vậy thì đó mới chỉ là trận đấu trước một đại diện đến từ AFC thôi. Phía trước của đội tuyển Pháp còn nhiều trông gai, nhiều thử thách nữa. Đan Mạch, Tunisia đang đợi họ và xa hơn là những đối thủ lớn lao hơn ở các vòng đấu loại trực tiếp. Chính vì thế mà điều người ta quan tâm không ít sau chiến thắng 4-1 ngày hôm qua của đội tuyển Pháp đó là cơn bão chấn thương vẫn chưa dừng khi lại quét qua đội bóng này. Thêm một cầu thủ quan trọng nữa của đội tuyển Pháp sẽ chưa biết tương lai thế nào ở World Cup năm nay. Lucas Hernandez đã va chạm với tiền vệ Lecky bên phía Australia. Từ pha bóng này, đội tuyển Pháp đã bị Australia chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 9. Mặc dù có sự hỗ trợ đến từ đội ngũ bác sĩ, cầu thủ của Bayern Munich không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải nhường chỗ cho em trai là Theo Hernandez. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết về tình hình của Lucas Hernandez Chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương Nhưng theo quan sát của chúng tôi, cậu ấy đang gặp chấn thương khá nặng Không ít những trụ cột của đội tuyển Pháp đã phải nói lời chia tay với World Cup 2022 vì lý do tương tự Trước đó Karim Benzema không thể cống hiến cho LeBleu vì chấn thương cơ đùi hôm 19 tháng 11 Nkunku cũng không thể có lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chấn thương trong buổi tập của đội tuyển Pháp hai tiền vệ đóng góp công lớn trong chiến tích vô địch thế giới năm 2018 là N'Golo và Paul Pogba cũng phải chia tay World Cup vì lý do như vậy. Dù không có sự phục vụ của Lucas Hernandez trong phần lớn thời gian của cuộc chạm trán với Australia, đội tuyển Pháp vẫn dễ dàng hạ gục đối thủ với tỷ số 4-1. Với chiến thắng đậm này, Pháp đang tạm thời đứng đầu bảng D World Cup 2022. Lại nói về những câu chuyện chấn thương thì đội tuyển Anh đã có chiến thắng rất tưng bừng trước đội tuyển Iran với tỷ số 6-2, tỷ số của một set tennis. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareth Southgate thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm và hoàn toàn vui sướng vì kết quả này. Thứ nhất là vì đó mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Chưa kể Iran cũng có những vấn đề của họ trước giờ bóng lăn. Nhưng điều mà huấn luyện viên Gareth Southgate phải đau đầu hơn cả đó chính là liệu Hurricane có gặp vấn đề gì hay không. Những thông tin mới nhất sẽ mang đến những tính toán cho huấn viên Gareth Southgate dù ông là người khẳng định rằng chấn thương của Harry cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Harry sẽ phải kiểm tra lại mắt cá chân để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mỹ sắp tới. Trong chiến thắng 6-2 trước Iran, tiền đạo 29 tuổi bị đau sau pha vào bóng nguy hiểm của Moteza Puraliagazi ở trong hiệp 2. Kane chỉ thi đấu được đến phút 75 và sau đó nhường chỗ cho Callum Wilson. Sau khi trận đấu kết thúc, Kane phải băng bó nhẹ ở phần mắt cá. Chia sẻ về thể trạng của cầu thủ Tottenham Hotspur, huấn luyện viên Gareth Southgate cho rằng: "Tôi nghĩ Harry Kane sẽ ổn thôi. Đúng là pha vào bóng đó rất nguy hiểm, nhưng Kane không gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi chỉ thay anh ấy ra vì tôi cảm nhận lúc đó là thời điểm phù hợp. Kane là người đóng góp hai kiến tạo trong 6 bàn thắng của cả đội. Anh cần thêm hai bàn thắng nữa để trở thành chân sút hàng đầu của đội tuyển Anh. Hiện tại, cầu thủ của Tottenham Hotspur đã có 51 bàn thắng trong 76 trận thi đấu cho Tam sư." Trở lại với ngày thi đấu hôm qua, như chúng ta đã biết thì uh, Messi và các đồng đội đã nhận thất bại có thể nói là rất sốc trước Ả Rập Trận thua đầu tiên sau 36 trận bất bại liên tiếp, trận thua đầu tiên trước một đại diện châu Á ở đấu trường World Cup của Argentina. Rất yêu mến Messi, tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận Ả Rập Xút đã thắng một cách hoàn toàn xứng đáng. Ả Rập Xút đã tuyên bố là người dân của họ được nghỉ trong một ngày để ăn mừng chiến thắng này trong khi đó thì ông obrenad yêu cầu các cầu thủ phải tập trung cho những chặng đường phía trước messi nói rằng không còn gì để bảo chữa cho thất bại này scaloni thì chưa đưa ra bất kỳ một lý giải nào về nguyên nhân của thất bại có lẽ lúc này thì điều mà messi và các đồng đội phải tập trung là trở lại trong cuộc đối đầu với mexico và lại nói về trận đấu giữa mexico và ba lan đó là trận đấu mà lewandowski đã có cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở đấu trường world cup và khi ở gần bàn thắng nhất thì người ta mới thấy rằng trong bóng đá. Ngay cả những cầu thủ lớn, những cầu thủ đã từng danh hiệu giành danh hiệu quả bóng vàng thì uh, họ vẫn phải vượt qua một thử thách rất quan trọng đó là chiến thắng bản thân mình. Và khi không thể chiến thắng mình thì Lewandowski sao có thể chiến thắng được Ochoa già dơ và bản lĩnh. Nhưng không chỉ có câu chuyện như vậy, Ochoa còn có những lý giải về việc anh đã có được những tư vấn như thế nào để chiến thắng ở những loạt sút luân lưu. Lewandowski từng rất gần với bàn thắng đầu tiên tại World Cup, tuy nhiên trên chấm phạt đền anh không thể thực hiện điều đó khi Ocha có pha phản xạ tuyệt vời. Tiết lộ lý do hóa giải thành công cú sút của Lewandowski, thủ thành 37 tuổi Ocha nói: "Chúng tôi cùng với giáo sư Gustavo Pinero đã bàn rất kỹ về những quả penalty. Tôi vui vì những nghiên cứu của mình đã mang lại kết quả. Ocha luôn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại các kỳ World Cup. Trong trận đấu vừa qua anh góp công lớn giúp cho Mexico không bị thủng lưới trước Ba Lan." với một điểm có được mexico và ba lan cùng nhau chia sẻ vị trí thứ hai ở bảng c lịch thi đấu của mexico khó khăn hơn khi họ phải đối đầu với argentina ở lượt trận thứ hai của bảng đấu tuy nhiên nếu giành được điểm trước argentina thì cơ hội đi tiếp của mexico lại cực kỳ sáng sủa trong trường hợp để thua mexico vẫn có thể hướng đến tấm vé đi tiếp ở lượt trận cuối cùng nếu đánh bại ả rập xút và hy vọng sự thuận lợi đến từ cặp đấu còn lại Đáng qua thực sự là một ngày rất là buồn khi mà những cầu thủ lớn của bóng đá thế giới đã mang đến những uh, điều không thực sự vui cho những người hâm mộ của họ. Messi thì không thắng, Lewandowski cũng không thắng ở loạt sút luân lưu. Còn uh, vào lúc 0 giờ 30 dạng sáng ngày hôm nay, thì Manchester United cũng đã đưa ra thông báo để chính thức khẳng định việc họ và Ronaldo đường ai nấy đi. Thôi thì chẳng bàn chuyện đúng sai ở đây Nhưng rất nhiều người yêu mến Ronaldo Rất nhiều người yêu mến Manchester United Hẳn là đã cảm thấy trách lòng Trước thông tin này Và trong một ngày buồn như vậy Bao nhiêu điều nó cùng tụ hội lại như vậy Thì ngày hôm qua đối với Biên Cương Không biết đối với anh em như thế nào Cảm thấy rất là dài rất là dài và vì thế mà biên cương cũng đã nghĩ tới một vài câu thơ để tổng hợp cho một ngày dài buồn bã hôm qua. Cuộc đời lắm dấu chấm than tango nay lại làm fan tan lòng cúi đầu si quá buồn giàu ghi bàn si vẫn thấy sầu đêm thâu đại bằng xanh thì tung cánh đại bằng trắng thì không thắng messi lê vi không được như si lê vi thi trượt ô choa qua bài ngày dài sao bỗng thêm dài khán đài cha phót nhớ hoài tiếng siêu vâng nói gì thì nói có thể ronaldo vẫn không mang lại một sự thoải mái hết cho tất cả những người yêu mến mình tại Manchester United à, cách mà họ chia tay nhau cách mà Ronaldo ra đi thực sự rất đáng buồn nhưng những đóng góp của Ronaldo vẫn rất đáng trân trọng và những dòng thơ kết thúc bằng à, câu khán đài Trafford nhớ hoài tiếng siêu là một à, tâm tình có lẽ rất là nhiều những cổ động viên của Quỷ đỏ cảm thấy sao xuyến cho giây phút mà Ronaldo và Manchester United chính thức tuyên bố đường ai này đi vào 23 giờ ngày mai thì Ronaldo và đồng đội sẽ bước vào trận đấu với Ghana. Còn ngày hôm nay thì một loạt anh tài sẽ lộ diện. Croatia Á quân vào lúc 17 giờ sẽ đá trận đầu tiên gặp Maroc. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Vào lúc 20 giờ thì đội tuyển Đức sẽ thi đấu. Bên cương đang mặc chiếc áo của đội tuyển Đức. Đối thủ của họ sẽ là Nhật Bản. Vào lúc 23 giờ Tây Ban Nha gặp Costa Rica. 2 giờ dạng sáng ngày mai bỉ đối đầu với Canada. Anh em dự đoán như thế nào? Trận đấu giữa đội tuyển Đức và Nhật Bản trực tiếp trên VTV2, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Costa Rica cũng trên kênh VTV2, còn trận đấu giữa Canada và Bỉ trực tiếp trên kênh VTV3, uh, Croatia và Maroc trận này uh, biên cường uh, dự đoán là sẽ có tỷ số hòa wow, hơi mạnh dạn một chút dù Croatia đánh giá cao hơn Nhật Bản uh, sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho Đức nhưng Đức sẽ thắng Trung cuộc với tỷ số 3-1. Tây Ban Nha sẽ càng đá càng hay, rất đáng gờm sau những gì họ thiện ở Euro và biên Cương cho rằng họ sẽ thắng Costa Rica với tỷ số 2-0. Trong khi đó Bỉ sẽ đánh bại Canada với tỷ số 3-0. Anh em dự đoán như thế nào? Vui lòng đưa ra những ý kiến của mình trong phần bình luận và cũng đừng quên ủng hộ bản tin World Cup mỗi ngày trên kênh bình luận viên tại Biên Cương Plus bằng những lượt like, subscribe và cả những ý kiến bình luận cũng như chia sẻ nữa. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.